Thưa quý vị, ngày 13 tháng 5, Liên đoàn Lao động thành phố Châu Đốc phối hợp Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc tổ chức khám tầm soát chuyên sâu và khám phụ khoa miễn phí cho đoàn viên, công nhân lao động nữ theo chương trình Mô hình Sức khỏe của bạn năm 2024. Mô hình Sức khỏe của bạn năm 2024 được tổ chức thực hiện từ ngày 13 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 năm 2024. Với số lượng khoảng 500 đoàn viên, người lao động nữ đã lập gia đình từ 25 tuổi trở lên. Các đoàn viên, người lao động nữ được đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế thành phố tư vấn về khám sức khỏe tổng quát cho người lao động, chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe phụ khoa đối với lao động nữ, khám phụ khoa, làm tầm soát ung thư cổ tử cung, soi cổ tử cung, siêu âm phụ khoa, hỗ trợ tầm soát chuyên sâu những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh ung thư và tư vấn bước đầu cho người lao động mắc bệnh. Đây là hoạt động hưởng ứng tháng công nhân năm 2024, gắn với tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2024. Thông qua mô hình sức khỏe của bạn nhằm chăm sóc tốt sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe phụ khoa đối với lao động nữ, đồng thời nâng cao kiến thức về khám sức khỏe tiền hôn nhân, góp phần thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn thành phố.